Chào các bạn, rất vui vì hôm nay gặp được các bạn trong video này. Cũng bao nhiêu là người con gái khác thì rất là mong tìm kiếm cho mình những công việc ổn định sau khi ra trường. Tôi cũng vậy, và cái nghề mà đặc biệt tôi hướng thích hồi xưa đó là cái nghề giáo viên. Nhưng mà khi tôi ra trường á, thì được một công ty nhận vào làm việc, và công ty này có liên kết với lại Học viện Ngân hàng, hiện tại đang là Đại học Ngân hàng. Và chính vì vậy cho nên là tôi thấy môi trường tốt và nó cũng có liên quan đến nghề giáo, cho nên là tôi quyết định làm việc tại đây. Làm được hơn một năm thì tôi có chuyển sang một nghề khác, đó là tôi làm cho tập đoàn Vinacomin, xí nghiệp chế biến kinh doanh than khoáng sản thuộc tập đoàn của nhà nước. Nói là nhà nước nhưng tại đơn vị này kinh doanh, về vấn đề kinh doanh là họ phải tự vận động, cho nên là không có sự ù lì cũng như là không có các cơ chế nó quá ư là nhàn rỗi như mà các cái cơ quan nhà nước mà các bạn vẫn hay nghĩ. Cho nên là cái môi trường này tôi rất là happy, tôi rất là thích, vì cho tôi học hỏi rất là nhiều và cũng giúp cho tôi có những cái trưởng thành hơn rất là nhiều. Tôi đã phải xử lý những công việc rất là khó và có đôi lúc rất là nhạy cảm, cho nên là tôi đã trưởng thành từ môi trường này. Môi trường này cũng cho tôi một mức lương ổn định mà hồi đó là những người con gái như tôi là cực kỳ là đáng mơ ước. Chính vì vậy cho nên là tôi không có ý định là sẽ chuyển qua một công việc khác. Nhưng cả lẽ đến với tôi khi một người chị nói với tôi rằng là chị có công ty đã đang làm ăn rất là thành công, chuyên cung cấp về nội thất, sản xuất và cung cấp nội thất cho các cái thị trường Nhật cũng như là các thị trường của các nước châu Á. Tôi thì tôi không thích, tại vì tôi đang rất là happy môi trường hiện tại, cho nên là tôi trả lời là không. Nhưng một câu nói của chị làm tôi phải suy nghĩ rất là nhiều. Chị nói với tôi rằng là mày mà không về giúp chị thì ai giúp chị bây giờ. Chính vì câu nói đó cho nên là tôi rất là chăn trở và tôi suy nghĩ. Thì tôi tự nhiên cái hình ảnh của ba tôi, cái hình ảnh về cái hàng mộc của nhà tôi, rồi cái hình ảnh từ cái gỗ cao su của tôi nó cứ hiện lên, và lúc đấy là tình yêu trong tôi nó lại trỗi dậy. Chính vì vậy cho nên tôi quyết định nghỉ một công việc mà tôi đang rất là thích để tôi về học việc tại công ty nội thất của chị. Tôi học được 2 năm thì tôi bắt đầu là nếu trường hợp mà tôi chọn về cái mảng là về xuất khẩu qua bên Nhật cũng như là bên các nước châu Á thì rất là dễ đối với tôi, tại vì tôi chỉ tiếp quản thôi đó. Nhưng tôi lại chọn cái vấn đề là tôi phát triển và tôi khai thác thị trường nội địa, nó khó khăn hơn rất là nhiều. Vì nếu mà tôi chọn cái mảng nội địa, mảng cung cấp nội thất cho nội địa, thì tôi phải làm coi như là làm lại từ đầu, chính tôi phải đi khai thác. Và ở xung quanh tôi thì nó có rất là nhiều cái công ty rất là lớn đang làm về nội thất và họ rất thành công. Nhưng tôi lại thấy cái hình ảnh, tôi lại liên tưởng cái hình ảnh của ba tôi hồi xưa là hay giúp những người đỡ, người hàng xóm, và họ rất happy, ba tôi cũng happy, chính tôi chứng kiến cái sự hạnh phúc của những người như vậy, cho nên là tôi quyết định chọn cái mảng về nội địa cho mình, cái mảng cực kỳ khó và tôi phải đi lại từ đầu đó. Và tôi mong muốn làm sao những cái sản phẩm nội thất của tôi, những cái sản phẩm mà đã được xuất khẩu, đã được là làm theo đúng chuẩn xuất khẩu của tôi, thì người Việt Nam cũng sử dụng được những cái sản phẩm tốt, chất lượng và đặc biệt tiện dụng như vậy. Tôi rất là mong ước điều đấy. Chính vì vậy cho nên là tôi đã đi và tôi đã xác lập từng bước đầu đi, và tôi đã đi, tôi sẽ đi như thế nào để tiếp tục cái công ty của tôi như thế nào và nó đi đến đâu, tôi sẽ chia sẻ trong những clip tiếp theo. Mời bạn hãy xem tôi những clip tiếp theo nhé.